Võ Lâm Chi Tôn, Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ, Thùy Cảm Bất Tục, Thị Thiền Bất Xuất, Thùy Giữ Tranh Phong. Chắc sư phụ đang nhìn trời, tự nhủ với mình để vơi bớt nỗi đau của tâm can. Chữ là hữu hình, ý là vô hình, tùy ý mà làm, không bó không buộc. Chữ là hữu hình, ý là vô hình, tùy ý mà làm, không bó không buộc. Thủy Sơn, còn mau đến Long Môn Tiêu Cục ở Lâm An trợ giúp nhị ca của con và Lục Đệ. Phải nghe mi. Sư phụ, lúc nãy thầy múa Ỷ Thiên Kiếm Pháp thực sự giúp đệ tử mở rộng tâm nhìn. Ỷ Thiên Kiếm đã nằm trong tay ta, Đồ Long Đao vốn là của Nga Mi. Chỉ đáng tiếc đệ tử vô dụng, không thể lấy Đồ Long Đao về cho sư phụ. Nhưng sau nhiều lần con thám thính biết được bảo đao rơi vào tay của Thiên Ưng Giáo, chờ đúng thời cơ con sẽ giúp sư phụ lấy lại bảo đao đó. Có chí khí. Người đời chỉ biết lấy được Đồ Long Đao thì có thể thống lĩnh thiên hạ. Họ đã quên câu nói Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Giữ Tranh Phong. Sư phụ, không lẽ trong đó còn ẩn ý khác? Nếu Đồ Long Đao không có Ỷ Thiên Kiếm thì cũng chỉ là cây bảo đao chém sắc như chém bùn. Còn Ỷ Thiên Kiếm không có Đồ Long Đao cũng chỉ là một cây bảo kiếm giết người trong chớp mắt. Cả hai cùng hợp lại mới có thể thực sự thống lĩnh thiên hạ. Hèn chi sư phụ nóng lòng muốn lấy cây bảo đao đó. Trên đời này, bí mật của Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao chỉ có một mình Diệt Tuyệt này biết. Hiểu phù, con là một đứa ngộ tính cao nhất, bản tính cũng tốt nhất trong số những đệ tử của ta. Mai này con lấy được Đồ Long Đao, sư phụ nhất định nói hết cho con biết bí mật trong đao kiếm. Cảm ơn sư phụ thương yêu. Muốn tới đây lấy Đồ Long Đao. Mình đi đã mấy ngày đường, chắc cũng sắp tới Long Môn rồi. Hy vọng vị công tử đó chỉ dùng lời hăm dọa. Người của Long Môn Tiêu Cục bình an thì hay quá. Phu muội. Lúc đấy. Phu muội. Chạy đi.
Lúc này, lúc này. Những gì mà Thiên Ngư giáo này muốn làm không ai có thể ngăn cản được. Thưa đại chủ và đại chủ, lập tức phân phát thiệp anh hùng, thông báo các bang phái ở một vùng Vân Nam, Thiên Ngư giáo sẽ triệu tập đại hội Dương Đao ở núi Hoàng Bàng, lập nên tên tuổi. Đội tổng tiêu đầu, trong đó có ai không? Đại sư, tại sao lại đánh lén tôi? Ông đã bị thương rồi. Ngươi độc ác lắm, dám dùng độc thủ hả? Nếu như tôi độc ác, bây giờ ông đã mất mạng. Ngươi là nam tử hán đại trượng phu, thì hãy nói rõ tên tuổi đi. Tại hạ chính là Võ Đang Trương Thúy Sơn. Võ Đang Trương Thúy Sơn, chắc chắn ngươi giả dạng rồi. Không ngờ ngươi đúng là Thiết Hoạch Thần Câu Trương Thúy Sơn. Món nợ máu này nhất định ta phải trả. Đại sư, món nợ máu à? Hắn đã từng nói, nếu có gì sơ suất, mọi người ở Long Môn Tiêu Cục sẽ bị bỏ mạng.